Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 40. Nếu không muốn thì chờ chết đi. Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, vị lão tổ sinh tử cảnh kia không dám hé răng nửa chữ, ngoan ngoãn dâng hết tài nguyên mang theo bên mình, chỉ thiếu nước cởi sạch quần áo. Những cường giả sinh tử cảnh còn lại thấy vậy cũng đành móc sạch túi, thậm chí có vài người không mang theo gì, phải phái người trong tông môn quay về lấy. Cuối cùng, Diệp Phàm chấn lột được một lượng lớn tài nguyên tu luyện từ đám người này, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Lần này, hắn lại thu hoạch được một mẻ lớn, đủ để nâng thực lực của Đông Phương Hạo Thiên và những người khác lên một tầm cao mới. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía Bạch Lãng, vừa rồi cảm ơn tiền bối đã lên tiếng bênh vực. Phong cách làm việc của cậu rất được, rất hợp ý tôi. Bạch Lãng mỉm cười nhìn Diệp Phàm, rồi lại liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, không ngại khen ngợi, ông rất mạnh đấy lão già. Ông cũng không tệ, Tiêu Thiên Sách đáp lại Bạch Lãng. Diệp Phàm đến trước mặt Dược Xuân Thu, cung kính nói, vừa rồi cảm ơn cốc chủ ra tay giúp đỡ. Tôi đã giúp được gì cho cậu đâu? Dược Xuân Thu nói tiếp, ban đầu tôi còn muốn nhận cậu làm đệ tử bế môn, nhưng không ngờ cậu lại có một người sư phụ mạnh mẽ như thế kia, tôi đúng là không tự lượng sức mình mà. Cầm lấy cây tuyết liên hoa này đi. Dứt lời, Dược Xuân Thu lấy ra một đóa hoa trắng muốt, tỏa ra năng lượng dồi dào, đưa cho Diệp Phàm. Đó chính là tuyết liên hoa, một trong những dược liệu chính để luyện chế đan đại hoàn. Cảm ơn cốc chủ. Sau này nếu dược thần cốc có việc gì cần, cứ việc tìm tôi. Diệp Phàm nhận lấy tuyết liên hoa, vẻ mặt đầy cảm kích. Cậu cần tuyết liên hoa để luyện đan à? Lúc này, Dược Xuân Thu tò mò hỏi. Vâng, tôi muốn luyện chế một loại đan dược, trong đó cần có tuyết liên hoa. Diệp Phàm gật đầu. Dùng tuyết liên hoa làm dược liệu, xem ra loại đan dược cao muốn luyện chế không hề tam thường. Dược Xuân Thu cảm thán. Tôi muốn luyện chế đan đại hoàn, là đan dược cửu phẩm. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Đan dược cửu phẩm, Dược Xuân Thu và các trưởng lao dược thần cốc đều giật mình. Dược Xuân Thu nói, đan dược cửu phẩm không phải dễ luyện chế, e rằng hiện giờ trong cả thế giới cao cấp này cũng không có ai làm được. Tôi nhất định sẽ luyện chế thành công. Diệp Phàm trả lời vô cùng kiên định. Vậy cậu còn thiếu dược liệu nào không? Dược thần cốc chúng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ có dược liệu là không thiếu. Dược Xuân Thu hỏi tiếp. Thật sao ạ? Vậy thì phải cảm ơn cốc chủ rồi. Diệp Phàm mừng rỡ, vội vàng kể ra những dược liệu cần thiết để luyện chế đan đại hoàn. Không ngờ, hầu hết các dược liệu cần thiết để luyện chế đan đại hoàn, dược thần cốc đều có. Chẳng mấy chốc, Diệp Phàm đã tập hợp được phần lớn dược liệu, chỉ còn thiếu hai vị cuối cùng là hoa bỉ ngạn và quả trường sinh. Hoa bỉ ngạn và quả trong sinh đều là những thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, thời thượng cổ có lẽ còn tìm được. Nhưng bây giờ hai loại dược liệu này rất hiếm. Dược Xuân Thu nhìn Diệp Phàm, chậm rãi nói. Tôi biết chỗ có hoa bỉ ngạn. Bạch Lãng đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, còn Dược Xuân Thu nghe thấy bốn chữ cấm địa U Minh, sắc mặt đã biến đổi, kinh hãi nói. Cấm địa U Minh là một cấm địa cực kỳ đáng sợ, bên trong nguy hiểm trùng trùng, hầu hết những kẻ đặt chân vào đó, chưa từng có ai sống sót trở ra. Năm xưa tôi cũng vô tình lạc vào cấm địa U Minh. May mắn có được một viên đan dược, mới có thành tựu như ngay hôm nay. Tuy nhiên, nơi đó quả thực vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tôi chỉ dám đi quanh vùng rìa của cấm địa U Minh, tôi có nghe một con quái vật trong cấm địa U Minh nói, ở sâu bên trong cấm địa có hoa bỉ ngạn, nhưng nơi sâu thẳm ấy là vùng đất chết chóc, ngay cả con quái vật mạnh gấp mấy lần cường giả sinh tử cảnh kia cũng không dám đặt chân vào, cậu muốn vào đó lấy hoa bỉ ngạn sẽ rất nguy hiểm. Bạch Lãng nhìn Diệp Phàm, từ tốn giải thích. Tiểu Phàm, để sư phụ đến cam địa U Minh lấy hoa bỉ ngạn cho con. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn Diệp Phàm nói. Sư phụ, con muốn tự mình đi. Diệp Phàm kiên quyết đáp. Con tự đi sao? Tiêu Thiên Sách nhíu mày, còn Bạch Lang chỉ nhìn Diệp Phàm, nói, chàng trai trẻ, thực lực của cậu tuy không tệ, nhưng nếu một mình đến cấm địa U Minh, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Không sao, đây là chuyện của tôi không muốn người khác mạo hiểm vì mình, nhất là những người thân thiết bên cạnh tôi. Diệp Phàm trầm giọng nói, mặc dù thực lực của sư phụ rất mạnh, nhưng hắn vẫn không muốn sư phụ mạo hiểm đi lấy thuốc cho mình. Trước đó, Sở Sở đã suýt chết vì hắn, đại sư phụ cũng vì hắn mà phải rời đi, hắn không muốn chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa. Vì vậy, hắn quyết định sẽ tự mình đến cấm địa U Minh, dù bên trong có nguy hiểm đến đâu, hắn cũng sẽ tự mình gánh chịu. Hơn nữa, hắn tin rằng mình không dễ chết như vậy. Tiểu Phàm, Tiêu Thiên Sách cất tiếng gọi Diệp Phàm nhưng Diệp Phàm chỉ đáp, sư phụ, đừng khuyên con nữa, chuyện này con đã quyết định rồi. Mọi người không được phép đến cấm địa U Minh, con sẽ tự mình đi lấy thuốc.
Cấm địa U Minh nguy hiểm như vậy, anh đi một mình chẳng phải là muốn chết sao? Tuyết Vô Cơ nhìn Diệp Phàm, giận dữ quát lớn. Mọi người đừng lo cho tôi nữa, mạng tôi cứng lắm, không dễ chết đâu. Diệp Phàm cười nói. Hừ, vì con nhỏ đó mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa chứ gì. Tuyết Vô Cơ hừ lạnh, giọng điệu có chút ghen tị. Sở Sở vì tôi mà hao hết huyết mạch, tinh huyết, sinh cơ, giờ tôi vì cô ấy xông vào cấm địa U Minh một chuyến thì có đáng là gì? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Bạch Lãng, Diệp Phàm lên đường đến cấm địa U Minh, còn Đông Phương Hạo Thiên và những người khác tạm thời ở lại Dược Thần Cốc. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cấm địa U Minh. Bạch Lãng nhìn Diệp Phàm, hỏi, Cao Trác Chan muốn một mình vào trong sao? Hay để tôi? Không cần đâu tiền bối, tôi không muốn người khác vì tôi mà mạo hiểm. Diệp Phàm trầm giọng nói. Tiểu Phàm, nếu con có mệnh hệ gì, sư phụ sẽ san bằng cấm địa U Minh này. Tiêu Thiên Sách đứng trước mặt Diệp Phàm, sát khí đằng đằng, quát lớn. Sư phụ yên tâm, con sẽ sống sót trở ra. Nói rồi, Diệp Phàm bước vào cấm địa U Minh. Cùng lúc Diệp Phàm bước vào cấm địa U Minh, Vương Triều Thiên Dương bên kia lại đang chấn động vì tin tức 10 vạn đại quân Thiên Dương đã bị diệt sạch, không còn ai sống sót. Thiên Dương Vương lập tức ra lệnh, điều động các toán quân tiến về thế giới cao cấp, thề phải báo thù. Tất nhiên, Diệp Phàm, người đã bước vào cấm địa U Minh, không hề hay biết những chuyện này. Vừa bước vào cấm địa U Minh, hắn đã có cảm giác như bước vào địa ngục, âm u vô cùng, thỉnh thoảng còn có tiếng quỷ khóc sói tru, khiến người ta vô thức hoảng sợ. Diệp Phàm một tay cầm Tu La kiếm, một tay nắm giữ phần diễm, nhân đạo hộ giáp hiện ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Dần dần, theo bước chân của Diệp Phàm tiến sâu vào cấm địa U Minh, từng luồng khí xám xanh lan tỏa, tràn ngập hơi thở tử vong đáng sợ. Khí tức U Minh. Diệp Phàm nheo mắt, trước đó Bạch Lãng đã nói với hắn, trong cấm địa U Minh có khí tức U Minh, là một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ, có thể cắn nuốt tất cả sinh cơ, bất kỳ cường giả nào chạm vào, sinh cơ trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng, không kịp phản ứng. Mà luồng khí xám xanh trước mắt hắn bây giờ chính là khí tức U Minh. Khi Tử Vi Đế khí bùng phát, đã mạnh mẽ trấn áp khí tức U Minh, khiến nó nhanh chóng tiêu tán. Khặc khặc, không ngờ ngươi lại là truyền nhân của Tử Vi Đế tinh. Đột nhiên, một tiếng cười âm u vang lên, một bóng người như quỷ mị đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Người này khoác áo choàng đen, tóc tai bù xù, để lộ ra đôi mắt âm u đáng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ngươi là ai, muốn làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng quát. Nếu cắn nuốt được ngươi, ta sẽ có được mệnh cách Tử Vi Đế tinh, có đế vận củng cố, ta cũng không cần phải ở lại cái nơi quỷ quái tối tăm này nữa. Bóng người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, âm u nói, thân ảnh trực tiếp lao về phía Diệp Phàm, thoát ẩn thoát hiện, khó lòng nắm bắt. Diệp Phàm biến sắc, vung Tu La kiếm, mạnh mẽ chém ra, nhưng lại chỉ chém vào khoảng không. Trong nháy mắt, bóng người đó lại xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, muốn nuốt chửng hắn. Diệp Phàm nhanh tay phóng phần diễm ra, bóng người kia phát ra tiếng cười âm hiểm, khặc khặc, không ngờ ngươi còn sở hữu một ngọn lửa mạnh mẽ như vậy, nhưng chẳng mấy chốc tất cả sẽ thuộc về ta. Âm. Bóng người này bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, áp chế được cả phần diễm. Diệp Phàm thấy đối phương ngay cả phần diễm cũng có thể áp chế được, sắc mặt có hơi biến đổi, không ngờ chưa vào sâu trong cấm địa U Minh đã gặp phải một tên quái vật lợi hại thế này. Giây tiếp theo, toàn thân Diệp Phàm bị một lực lượng vô hình giam cầm. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, không ngừng thúc động lực lượng trong cơ thể, muốn phá vỡ sự giam cầm này. Khặc 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 tương đương. Nhóc con, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bóng người cười gian, chuẩn bị một ngụm nuốt chửng Diệp Phàm. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Phàm truyền ra một tiếng vù vù, mà đao hổ phách đột nhiên bộc phát ma quang, tự lao ra, một nhát đã xuyên qua bóng người bí ẩn kia, đánh bay bóng người đó ra ngoài. Phụt. Bóng người này bị ma đao hổ phách ghim chặt trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. A, không thể nào. Ngươi là ai? Bóng người kêu thảm thiết, mà đao hổ phách bộc phát ma khí khủng bố, nhanh chóng cắn nuốt sạch sẽ đối phương. Ong. Sau khi cắn nuốt xong, mà đao hổ phách phát ra tiếng kêu chói tai, hào quang bắn ra tứ phía, trông sắc bén hơn trước. Xoẹt. Mà đao hổ phách trở lại trước mặt Diệp Phàm, toàn thân đao lấp lánh ma quang, khiến người ta kinh hãi. Thanh đao này lợi hại vậy sao? Diệp Phàm nhìn ma đao hổ phách, lẩm bẩm. Ma đao hổ phách khẽ run lên, như đang khẳng định câu hỏi của Diệp Phàm. Mày có thể hiểu lời tao nói. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn thanh đao. Hắn nắm lấy ma đao hổ phách, ma khí trong cơ thể lập tức bùng phát không thể khống chế, đôi mắt lóe lên ma quang,
cả người như một ma thần đến từ địa ngục, khí thế cực kỳ khủng bố. Lúc này, toàn thân Diệp Phàm tràn ngập ma khí khủng bố, tử vi đế khí, long khí. Tất cả đều bị áp chế, thậm chí ngay cả đại não của hắn cũng như sắp bị ma khí vùi lấp. Xoẹt! Diệp Phàm lập tức buông ma đao hổ phách ra, ma đao hổ phách lập tức trở lại trong cơ thể hắn, ma khí trên người hắn cũng nhanh chóng rút đi. Sau đó, hắn tiếp tục đi sâu vào cấm địa U Minh, trên đường đi gặp phải đủ loại nguy hiểm, nhưng hắn vẫn chống đỡ vượt qua được. Chẳng mấy chốc, một ngày trôi qua, cả người Diệp Phàm đầy thương tích, nhưng hắn đã đến được nơi sâu nhất của cấm địa, lúc này, trước mặt hắn là một vùng xám xịt, như bị sương mù bao phủ. Đây chẳng lẽ là nơi sâu nhất của cấm địa U Minh sao? Hoa Bỉ Ngạn chắc hẳn ở bên trong, Diệp Phàm lẩm bẩm, định bước vào trong, nhưng trong màn sương xám xịt đột nhiên truyền ra một tiếng gầm rú, kèm theo đó là vài tiếng bữa óc chân nang nề như sam gen vang lên. Chẳng mấy chốc, một con thú khổng lồ cao tận mấy chục mét, đôi mắt to như đèn lồng, quanh người tỏa khí thế hung tợn, tàn ác hùng hổ bước ra. Áp lực do con thú khổng lồ mang tới vô cùng khủng bố, đè nặng trên người Diệp Phàm. Gào! Con thú khổng lồ giận dữ giống lên một tiếng đinh tai nhức óc, sau đó vung móng vuốt sắc nhọn nhào thẳng về phía Diệp Phàm. Đứng trước con thú khổng lồ này, Diệp Phàm chẳng khác nào con kiến bé nhỏ, khi móng vuốt ập tới, bầu trời như bị che khuất, dù muốn tránh cũng không tránh nổi. Âm! Diệp Phàm giơ tu la kiếm lên, ngoan cường chém một nhát thật mạnh vào móng vuốt của nó. Keng keng keng! Tiếng kim loại cọ sát vang lên liên hồi, tu la kiếm chẳng những không phá vỡ được thế công của con thú, trái lại Diệp Phàm còn bị phản lực dội ngược về sau. Mẹ kiếp, cứng quá vậy! Diệp Phàm chửi thầm một câu. Gào! Con thú khổng lồ kia lại bắt đầu gào thét, tiếp tục nhảy bổ về phía Diệp Phàm. Âm ầm ầm! Dưới đợt tấn công mãnh liệt của nó, Diệp Phàm bị ép phải liên tục né tránh và lùi về sau. Da của nó cứng rắn như sắt thép, hơn nữa còn rất dày. Với độ bén của tu la kiếm mà cùng lắm chỉ có thể để lại vết xước trên người, chứ không tài nào xuyên thủng được cơ thể nó. Chưa hết, con thú này còn sở hữu thứ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Diệp Phàm mà ăn trúng một vả của nó là đủ đi đời nhà ma, nếu không có nhân đạo hộ giáp và nhục thể bảo vệ, hắn đã sớm hóa thành một vũng bùn rồi. Phù, học. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm đã mệt đến thở dốc liên hồi, máu trào ra khỏi khóe miệng, mắt dán chặt lên người con thú khổng lồ, cố gắng nghĩ cách giải quyết nó. Gào! Con thú khổng lồ kia lại một lần nữa nhào về phía Diệp Phàm. Xúc sinh đáng chết, tao không tin tao không giết chết được mày. Diệp Phàm lau đi vết máu dính trên khóe miệng, gân cổ hét lớn. Kế tiếp, hắn thu tu la kiếm về, vung cả hai tay, phần diễm nhoáng cái đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Nộ hỏa liên! Bấy giờ, Diệp Phàm không chút do dự mà tức tốc thi triển nộ hỏa liên lấy được từ chỗ Viêm Tông. Nếu kiếm chém không chết con thú khổng lồ này, vậy hắn sẽ dùng lửa thiêu rụi nó. Âm! Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã ngưng tụ phần diễm thành một ngọn hoa liên vô cùng mãnh liệt, khiến kẻ khác phải run sợ. Sau khi liên tục cắn nuốt một lượng lớn năng lượng thuộc tính hỏa, phần diễm vốn đã đáng sợ hơn thiên hỏa gấp mấy lần, giờ lại được dùng để thi triển nộ hoa liên, dẫn tới uy lực lập tức tăng vọt theo cấp số nhân. Gào! Con thu khổng lồ kia chợt bổ nhào tới trước mặt Diệp Phàm, dương nanh múa vuốt tính xé nát hắn. Diệp Phàm cũng không chịu thua, dứt khoát tung hỏa liên, đối đầu trực diện với thế công của nó. Bùm! Trong phút chốc, vô vàn tiếng gầm rú chấn động đất trời vang lên, toàn bộ cấm địa U Minh cũng theo đó mà rung chuyển. Bấy giờ, cả người Diệp Phàm bị thổi bay ra ngoài, rơi phịch xuống đất, nhổ ra một bãi máu. Về phần nộ hỏa liên, hiện nó đã nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ đang cháy hừng hực, nuốt chừng tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả con thú khổng lồ kia. Thật là thứ sức mạnh khiến người khác phải kinh hoàng. Chờ tới lúc đám mây hình nấm tản đi hết, không gian như bị xé rách, hình thành một lỗ đen to đùng, con thú khổng lồ kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại mỗi một quả trứng nằm lăn lóc ở đó. Hả? Diệp Phàm hoang mang nhìn quả trứng, lồm cồm bò dậy tiến sát lại gần. Cái thứ quái quỷ gì đây? Sao chỉ còn mỗi quả trứng thế này? Lúc Diệp Phàm bước tới trước quả trứng, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sau khi xuyên qua màn khói xám mờ mịt, trước mắt Diệp Phàm hiện ra một sơn động. Hắn đi thẳng một mạch vào hang động, rẽ vào một căn phòng, nơi đó có một dòng sông nằm ngay chính giữa, trong chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh lục và ở bờ đối diện của dòng sông có mọc một đóa hoa màu đỏ sậm. Hoa Bỉ Ngạn. Khoảnh khắc nhìn thay cây hoa kia, trong mắt Diệp Phàm thoáng hiện vẻ phấn khích. Đương khi hắn chuẩn bị xông tới chỗ bụi hoa Bỉ Ngạn, một giọng nói khàn đặc thình lình vọng tới, danh con, ông già này đã ở đây trông chừng,
chờ hoa Bỉ Ngạn nở suốt bao nhiêu năm trời, giờ cậu tới định trở thành bọ ngựa bắt ve, ngư ông đắc lợi hả? Xoẹt. Diệp Phàm tức tốc đảo mắt nhìn quanh, sau đó phát hiện một ông cụ tóc hoa râm, ăn mặc lôi thôi đang nằm giữa dòng sông xanh gì. Tiền bối, tại hạ rất cần nhành hoa Bỉ Ngạn này để cứu người, xin tiền bối thứ lỗi cho. Diệp Phàm mở miệng nói với ông cụ kia. Không phải ai cũng có tư cách hái hoa Bỉ Ngạn đâu. Muốn lấy được hoa Bỉ Ngạn, trước tiên phải lội qua sông Hoàng Tuyền. Ông cụ bình thản đáp. Nghe vậy, Diệp Phàm cụp mắt nhìn lướt qua dòng sông màu xanh lục ở ngay trước mặt vài giây, chân tiến lên một bước, định bay qua con sông. Nhưng ngay khi hắn vừa bay đến trên con sông, một lực hút vô hình bất ngờ ập tới, kéo hắn rớt xuống giữa dòng sông. A! À, khoảnh khắc cơ thể Diệp Phàm tiếp xúc với nước sông xanh gì, hắn lập tức cảm nhận được một sự ăn mòn vô cùng mạnh mẽ đang kịch liệt gặm nhấm thân thể hắn. Bằng chứng là hai chân đã bị hòa tan hết một mảng da thịt lớn, lộ cả xương cốt trắng phau. Diệp Phàm tức tốc chuyển vận toàn bộ sức mạnh trong người hòng ngăn cản sự ăn mòn của nước sông, nhưng khả năng phá hủy của con sông quá đỗi mạnh mẽ, khiến hắn đau không chịu nổi. Danh con, đúng là hoa Bỉ Ngạn đại diện cho sự sống, nhưng cũng tượng trưng cho cái chết đấy. Ông cụ nhìn Diệp Phàm, đặng nhếch môi cười khẩy. Tuy Diệp Phàm đang rất hãi hùng khi ông cụ có thể ung dung nằm dài trên dòng sông đáng sợ này, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ kiên định, nhất định tôi phải hái bằng được hoa Bỉ Ngạn. Diệp Phàm cắn chặt răng, dốc hết toàn lực giảm bớt đau đớn tới từ việc bị con sông ăn mòn, đồng thời cố gắng bơi qua bờ bên kia, nơi có hoa Bỉ Ngạn. Trong quá trình này, mỗi một giây trôi qua đều là nỗi thống khổ vô cùng vô tận với Diệp Phàm. Ngoại trừ những chỗ được nhân đạo hộ giáp bảo vệ thì toàn bộ cơ thể hắn đã bị dòng sông kia ăn mòn hết trơn hết trọi, đương nhiên là bao gồm cả máu thịt. Thứ duy nhất còn sót lại là xương cốt trắng phễu. Nếu đổi thành những người khác, e đã sớm chết vì quá đau đớn, nhưng Diệp Phàm vẫn kiên trì chịu đựng, liên tục vận chuyển sức mạnh trong cơ thể chống lại sự ăn mòn của con sống. Thằng nhóc này, ông cụ nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên tia sáng. Sau khi trải qua nỗi thống khổ tưởng chừng như kéo dài vĩnh viễn, cuối cùng Diệp Phàm cũng miễn cưỡng bơi được đến bờ bên kia để trèo lên. Hiện tại, hai chân Diệp Phàm chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng phếu, da thịt đã biến mất không còn một mảnh, nửa người trên trông cũng thê thảm vô cùng, làm con người ta nỡ nhìn thẳng. Trong tình huống đó, nếu là những người khác e đã sớm chết tươi vì đau, nhưng Diệp Phàm dù có cắn nét môi cũng chẳng thèm rên rỉ lấy một tiếng. Hắn lết tới chỗ hoa Bỉ Ngạn mọc, nhưng ngay khi hắn sắp túm được cây hoa vào tay, ông cụ kia lại đột ngột đứng chắn ngay trước mặt. Mở miệng nói, danh con, sự bền bỉ và sức mạnh ý chí của cậu nằm ngoài tưởng tượng của tôi đó, hơn nữa trong người còn mang mệnh cách đế tinh, đúng là thú vị. Có điều nếu cậu muốn hái đi bông hoa Bỉ Ngạn này, vậy phải đáp ứng một điều kiện của tôi trước đã. Điều kiện gì? Diệp Phàm nhìn đối phương, yếu ớt hỏi. Bái ông già này làm thầy, ông cụ đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, tôi đã có sư phụ rồi, Diệp Phàm nói. Chuyện đó đơn giản mà. Cậu chỉ cần cắt đứt quan hệ thầy trò với đám sư phụ kia, lại bái tôi làm thầy là xong. Ông cụ bĩu môi, khẽ hừ một tiếng. Một ngày là thầy, cả đời là cha, tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Diệp Phàm thẳng thắn đáp. Nói vậy tức là cậu không thích bái tôi làm thầy chứ gì. Nếu vậy cậu đừng hòng giành được hoa Bỉ Ngạn, nằm đó suy nghĩ cho kỹ vào đi. Ông cụ dứt khoát duỗi tay hái mất hoa Bỉ Ngạn, đặng nhìn Diệp Phàm đầy khinh bỉ. Giờ phút này, hai mắt Diệp Phàm như dán chặt vào hoa Bỉ Ngạn, đồng thời dùng hết sức bình sinh tuyên bố, tôi nhất định sẽ giành được đoa hoa Bỉ Ngạn đó. Ma đao hổ phách. Vừa dứt lời, hắn quát thầm một tiếng trong lòng, ma đao hổ phách trong người lập tức xuất hiện trên tay hắn. Âm. Khoảnh khắc tay hắn nắm được ma đao hổ phách, ma tính đáng sợ lập tức bùng nổ, lấp đầy toàn bộ cơ thể Diệp Phàm, cắn nuốt tất cả ý thức lẫn thần trí của hắn, khiến cả người hắn bộc phát ra ma khí ngập trời. Danh con, mày thế mà. Thấy vậy, ông cụ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. A, à, đúng lúc này, Diệp Phàm giận dữ thét lớn, đặng giơ cao ma đao hổ phách, hùng hổ lao tới chỗ ông cụ, vung tay chém xuống. Ma khí ngút trời lao tới, trong chớp mắt đã nhấn chìm cả hang động. Đùng. Tiếp đó, từ trong cấm địa u minh vọng ra vô vàn tiếng gào thét, như sắp sụp đổ đến nơi. Lúc này, bên ngoài dược thần cốc có thể nói là máu chảy thành sông, xác nằm chất đống. Tới không trung dường như cũng nhuốm màu máu, thoạt nhìn chẳng khác nào cảnh tượng chốn luyện ngục. Tiền bối, Vương Triều Thiên Dương là vương triều đỉnh cấp ở tầng thứ nhất của cửu trọng thiên, thực lực sâu không lường được, ông đừng vì quá kích động mà làm bậy. Dược Xuân Thu vội nhắc nhở Tiêu Thiên Sách. Cửu trọng thiên à, để tôi xem thử chúng tài giỏi đến cỡ nào. Tiêu Thiên Sách cất giọng khinh thường, sau đó quát lớn,
Quân Thiên Sách nghe lệnh, theo ta tiêu diệt vương triều Thiên Dương. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách lập tức dẫn Quân Thiên Sách xông vào Cửu Trọng Thiên. Cấm địa U Minh, trong hang động sâu nhất, Diệp Phàm nằm trên mặt đất, từ từ tỉnh lại. Tôi, lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm đầy bối rối, chẳng phải hắn vừa cưỡng ép kích hoạt ma đao hổ phách để đoạt Hoa Bỉ Ngạn, nhưng lại bị ma tính trong đó khống chế hay sao? Nhóc con, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Diệp Phàm. Hắn đảo mắt nhìn quanh liền phát hiện ma đao hổ phách đang cắm trên mặt đất không xa, mà trên thân đao là một bóng người đang ngồi. Chính là lão giả thần bí đã giành lấy Hoa Bỉ Ngạn, trong tay ông ta vẫn cầm đóa hoa kia. Tên nhóc như cậu đúng là điên cuồng, vì một đóa Hoa Bỉ Ngạn mà không tiếc nhập ma. Nếu không phải lão phu có chút thủ đoạn, chỉ sợ cậu sớm đã trở thành một tên ma đầu chỉ biết giết chóc rồi. Lão già nhìn Diệp Phàm, bĩu môi nói. Tiền bối, tôi. Diệp Phàm vừa mở miệng, đối phương đã tiện tay ném Hoa Bỉ Ngạn về phía hắn, lạnh nhạt nói, cậu đúng là một tên điên, lão phu còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Đoa hoa này cho cậu. Cảm ơn tiền bối. Diệp Phàm đón lấy Hoa Bỉ Ngạn, trên mặt đầy vẻ cảm kích. Hả? Ngay sau đó, Diệp Phàm phát hiện đôi chân đã hóa thành xương trắng của mình vậy mà lại phục hồi như cũ, ngay cả những chỗ khác trên cơ thể từng bị nước sông ăn mòn cũng đã hoàn toàn khôi phục, khiến hắn nhất thời ngây người. Nhóc con, không cần kinh ngạc, cơ thể cậu là lão phu giúp cậu chữa lành, nhưng phải nói rằng nhục thân tu vi của cậu thật sự rất mạnh, ý chí cũng không tầm thường. Vậy mà có thể vượt qua nước sông Hoàng Tuyền, lại không kêu rên lấy một tiếng. Phải biết rằng, nước sông Hoàng Tuyền này đến cả tiên nhân cũng có thể bị ăn mòn, còn cậu vẫn có thể sống sót. Đúng là kỳ tích. Lão giả nhìn Diệp Phàm, cảm thán nói. Tiền bối quá khen, chỉ là tôi mạng lớn mà thôi. Diệp Phàm đáp. Cậu đúng là mạng lớn, nhưng đáng tiếc, cậu không chịu làm đồ đệ của tôi. Lão già thở dài tiếc nuối. Cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng ân cứu giúp hôm nay, vãn bối khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên. Không biết tôn danh của tiền bối là gì? Diệp Phàm cúi mình hỏi. Cậu cứ gọi tôi là Hoàng Tuyền đi. Lão già nhàn nhạt nói, ánh mắt lại nhìn về phía ma đao hổ phách đang cắm trên mặt đất. Thanh ma đao này ma tính cực kỳ mạnh mẽ, chắc hẳn là do một vị ma đạo chí tôn để lại. Nếu cậu không thể áp chế được ma tính, vẫn nên cẩn thận khi sử dụng. Lần này lão phu ra tay giúp cậu áp chế ma tính, nhưng lần sau có thể sẽ không có vận may như thế nữa. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Diệp Phàm khẽ gật đầu, lần này hắn thực sự đã được chứng kiến sự khủng khiếp của ma đao hổ phách. Loại ma tính này hoàn toàn vượt xa khả năng áp chế hiện tại của hắn. Ta gang cai ruo phê uê le đờ giao bi an hua, ie bu ke neng cui dòng hu po mo giao. Nếu không phải vì muốn lấy được Hoa Bỉ Ngạn, hắn chắc chắn đã không dám cưỡng ép sử dụng ma đao hổ phách. Sốt! Ngay sau đó, lão già Hoàng Tuyền nhảy xuống, còn ma đao hổ phách như thể được giải thoát khỏi ràng buộc, phát ra một tiếng ngân vang chói tai, sau đó lập tức quay trở về cơ thể của Diệp Phàm. Nhìn lão già có thể dễ dàng áp chế ma đao hổ phách như vậy, Diệp Phàm trong lòng cũng bị thực lực của đối phương làm cho kinh ngạc. Gặp nhau là duyên phận, thứ này cho cậu. Lão già Hoàng Tuyền vung tay một cái, một viên châu màu xanh lam u ám xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, tỏa ra khí tức âm u đậm đặc. Đây là, Diệp Phàm nhìn viên châu, ánh mắt liên tục lóe lên. Đây là U Minh Châu, là thứ lão phu tìm thấy trong cấm địa U Minh. Bên trong nó hội tụ tinh hoa khí tức U Minh của cả vùng cấm địa này. Nếu cậu có thể luyện hóa nó và khống chế được khí tức U Minh, thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lão già Hoàng Tuyền nhìn Diệp Phàm nói thẳng. Nghe xong, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tinh quang. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của khí tức U Minh, nơi nào nó đi qua, không còn sinh vật nào tồn tại. Nếu không phải hắn có Tử Vi Đế khí trấn áp, thì e rằng hắn đã không thể chống đỡ nổi khí tức U Minh. Nếu có thể khống chế được sức mạnh này, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. Tên nhóc này thật thú vị, không ngờ ở đây bao năm, lại gặp được một kẻ thú vị như vậy. Lão già Hoàng Tuyền cười khẽ. Thời gian mấy ngày nữa trôi qua. Khí tức U Minh bao phủ Diệp Phàm dần dần hòa vào cơ thể hắn, còn viên U Minh Châu thì trực tiếp dung nhập hoàn toàn vào bên trong người hắn. Không biết đã qua bao lâu, toàn thân Diệp Phàm phát ra những tiếng răng rắc, một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể hắn bùng nổ, làm không gian xung quanh tan vỡ hoàn toàn. Âm! Với sự bùng nổ của luồng khí tức này, không gian xung quanh bị nghiền nát. Thân thể thằng nhóc này quả thực mạnh mẽ, không biết hắn có thể đột phá vạn cổ cực cảnh không? Đã rất nhiều năm rồi, vùng đất này không biết năm chưa từng tu luyện giả thân thể nào đạt đến cảnh giới đó. Hy vọng thằng nhóc này không làm lão phu thất vọng. Lão già Hoàng Tuyền hứng thú nhìn Diệp Phàm.
Sốt. Lúc này, Diệp Phàm mở mắt, trong mắt lóe lên hai luồng ánh sáng u minh làm người ta sợ hãi, giống như có thể nuốt chửng tâm hồn người khác. Toàn thân hắn tỏa ra một khí tức lạnh lẽo, mang đầy tính chất u minh, khiến người khác phải dùng mình. Khí tức u minh quả nhiên mạnh mẽ, không chỉ một lần nữa luyện thể cho mình, mà còn làm cho thực lực của mình tăng vọt. Kim đan trong cơ thể mình cũng đã ngưng tụ đến viên thứ 7 rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Lần này luyện hóa khí tức u minh trong U Minh Châu đã giúp cơ thể hắn tăng lên một cách điên cuồng, thực lực bản thân cũng tăng lên một bậc lớn. Công pháp Long Tượng Bàn Nhược Công của hắn cũng đột phá, sức mạnh của cự long và cự tượng đều tăng vọt. Đặc biệt là đan điền trong cơ thể Diệp Phàm, kim đan đã ngưng tụ đến viên thứ 7. Chính hắn cũng không rõ rốt cuộc trong cơ thể mình sẽ ngưng tụ bao nhiêu kim đan. Người khác chỉ có một viên kim đan, nhưng hắn lại có đến 7 viên. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn người khác đều sẽ gọi hắn là quái thai. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là hiện tại Diệp Phàm đã nắm giữ được khí tức U Minh, mà khí tức U Minh có thể nuốt chửng sinh cơ, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn còn học được một tuyệt kỹ từ U Minh Châu, gọi là U Minh Chỉ, đây là một kỹ năng phối hợp với khí tức U Minh để thi triển, còn về uy lực thực sự mạnh đến đâu, hắn vẫn chưa thể xác định được. Tuy nhiên, lượng khí tức U Minh ẩn chứa trong U Minh Châu thực sự quá lớn. Dù Diệp Phàm đã luyện hóa được một phần, nhưng ước chừng chỉ mới đạt được chưa đến 1%. Nếu hắn có thể luyện hóa toàn bộ khí tức U Minh trong U Minh Châu, e rằng ngay cả tiên nhân cũng không thể chống lại hắn. Diệp Phàm đưa ánh mắt quét qua lão già Hoàng Tuyền, cảm ơn một lần nữa, chuyến đi cấm địa U Minh lần này, cảm ơn tiền bối. Được rồi, cậu có thể đi được rồi, lão già Hoàng Tuyền phất tay nói. Tiền bối, hiện giờ ông đã cho tôi Hoa Bỉ Ngạn, ông có muốn cùng tôi rời khỏi đây không? Diệp Phàm hỏi, còn lão già Hoàng Tuyền chỉ khẽ cười, cậu thật sự nghĩ ông gia ta ở đây chỉ vì một đóa Hoa Bỉ Ngạn sao? Tiền bối ở lại đây còn có ẩn tình khác sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Chuyện này không phải thứ cậu có thể biết, mau đi đi, nếu không ông gia ta đột nhiên đổi ý, không cho Hoa Bỉ Ngạn nữa, thì ngươi sẽ thảm lắm đấy. Lão già Hoàng Tuyền đùa giỡn. Vãn bối tên Diệp Phàm, sau này nếu tiền bối cần bất cứ điều gì, cứ đến tìm vãn bối. Nếu vậy, vãn bối xin cáo từ trước. Diệp Phàm nghiêm túc nói với lão già Hoàng Tuyền, sau đó lập tức quay người rời khỏi cấm địa U Minh. Lão già Hoàng Tuyền nhìn theo bóng Diệp Phàm, lẩm bẩm, có lẽ đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Tiếp theo đó, Diệp Phàm nhanh chóng rời khỏi cấm địa U Minh, bên ngoài cấm địa, Tuyết Vô Cơ đang đứng đợi, nhìn thấy Diệp Phàm bước ra, nét mặt cô ta thoáng nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng ra rồi, bổn hoàng còn tưởng anh chết trong đó rồi chứ. Tuyết Vô Cơ lườm Diệp Phàm. Hắn lập tức lấy Hoa Bỉ Ngạn ra, lấy được rồi, bây giờ chỉ còn thiếu trường sinh quả nữa thôi. Đừng vội lo trường sinh quả. Trước đó, Vương Triều Thiên Dương phái 300.000 đại quân đến, đã bị lục sư phụ của anh tiêu diệt. Sau đó, lục sư phụ của anh dẫn người trực tiếp xông vào cửu trùng thiên. Đến nay đã mấy ngày mà vẫn chưa trở về, e rằng đã xảy ra chuyện. Tuyết Vô Cơ nhìn Diệp Phàm, nói với giọng nghiêm trọng. Nghe thấy vậy, sắc mặt Diệp Phàm lập tức thay đổi, hắn hét lên. Đến cửu trùng thiên ngay. Cửu trọng thiên, chia làm 9 tầng thế giới, mỗi tầng đều có cấm chế mạnh mẽ bảo vệ, nếu không đủ thực lực thì sẽ không thể đặt chân vào. Tầng thứ nhất gọi là ly thiên giới, ít nhất cũng phải đạt đến âm dương cảnh mới có thể tiến vào. Nhưng lúc này, tại ly thiên giới đang diễn ra một cuộc đại chiến. Bắc Mãng Vương Triều, một trong hai vương triều đỉnh cấp của tầng thứ nhất, đã cho 100 vạn đại quân xuất binh, tấn công Thiên Dương Vương Triều. Thiên Dương Vương Triều vốn đã tổn thất 40 vạn tinh binh ở thế giới cao cấp, sau đó lại bị một đội quân thần bí tấn công vào thành Triều Đô, khiến bọn họ phải chịu đựng tổn thất nặng nề, vô số cường giả đã ngã xuống. Chính vì vậy, Bắc Mãng Vương Triều mới nắm lấy cơ hội, cho 100 vạn đại quân xuất binh, muốn nhân cơ hội tiêu diệt Thiên Dương Vương Triều, độc chiếm ly thiên giới. Thiên Dương Vương Triều đã hao binh tổn tướng quá nhiều, không thể chống đỡ được sự tấn công của Bắc Mãng Vương Triều. Thêm vào đó, các tông môn, gia tộc từng thuần phục Thiên Dương Vương Triều lại nhân cơ hội này để phản bội, cấu kết với Bắc Mãng Vương Triều, giáng cho Thiên Dương Vương Triều một đòn chí mạng. Chỉ trong 3 ngày, lãnh thổ của Thiên Dương Vương Triều gần như đã thất thủ hoàn toàn, chỉ còn lại thành Triều Đô là trụ vững. Nhưng đến hôm nay, đại quân Bắc Mãng đã trực tiếp đánh vào thành Triều Đô, tiến thẳng đến Hoàng Cung. Chỉ cần giết được Thiên Dương Vương Triều coi như chính thức diệt vong. Lúc này, trong Hoàng Cung của Thiên Dương Vương Triều, Thiên Dương Vương cùng các vị lão chiến binh đang chiến đấu với cường giả của Bắc Mãng Vương Triều. Cả hai bên đều là cường giả niết bàn cảnh và sinh tử cảnh, khí thế ngút trời, đánh đến mức trời đất rung chuyển.
Nếu Ly Thiên Roi không phải là tầng thế giới cao kép, e rằng toàn bộ tầng thứ nhất đã bị bọn họ đánh nát. Bắc Mãng Thôn Thiên. Sau một hồi giao tranh, một vị lão tổ của hoàng tộc Bắc Mãng thi triển tuyệt kỹ. Trên người ông ta lóe lên ánh sáng chói mắt, linh khí của trời đất hội tụ lại, nhanh chóng ngưng tụ thành một con mãng xà dài vạn trượng, há cái miệng đầy máu, như muốn nuốt chửng thiên địa. Dưới sự điều khiển của vị lão tổ Bắc Mãng, mãng xà lao thẳng về phía Thiên Dương Vương và các lão chiến binh, muốn nuốt trọn bọn họ. Thiên Dương Trưởng. Sắc mặt Thiên Dương Vương biến đổi, thúc dục địa hỏa, hóa thành một trưởng khổng lồ đánh về phía mãng xà. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, Thiên Dương Vương bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Các lão chiến binh khác thì bị mãng xà nuốt chửng, chết không thấy xác. Thiên Dương Vương, Thiên Dương Vương chiều của ngươi đã hết thời rồi, còn không mau ngoan ngoãn đầu hàng đi. Vị lão tổ Bắc Mãng nhìn Thiên Dương Vương, uy nghiêm quát lớn. Hừ, nếu không phải bọn khốn kiếp kia hãm hại, khiến Thiên Dương Vương chiều ta tổn thất nặng nề, thì các ngươi làm sao có thể hoành hoành ở đây chứ? Thiên Dương Vương phẫn nộ gầm lên. Xem ra ngươi còn ngoan cố lắm, vậy thì chết đi. Lão tổ Bắc Mãng lạnh lùng nói, định thúc giục mãng xà tấn công Thiên Dương Vương lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một nắm đấm đánh tới, trực tiếp đánh cho mãng xà nát thành thịt vụn. Vị lão tổ Bắc Mãng cũng bị chấn động phải lùi lại vài bước. Ông ta nhìn về phía hư không, thấy một nam, một nữ đột ngột xuất hiện, chính là Diệp Phàm và Tuyết Vô Cơ. Các ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của Bắc Mãng Vương triều sao? Lão tổ Bắc Mãng lạnh lùng quát. Vút! Diệp Phàm không để ý đến lời của lão tổ Bắc Mãng, đi thẳng đến trước mặt Thiên Dương Vương, lạnh lùng hỏi, ngươi là chủ nhân của Thiên Dương Vương chiêu? Là ngươi, Thiên Dương Vương nhận ra Diệp Phàm, sắc mặt lập tức biến đổi. Lục sư phụ của ta đâu? Diệp Phàm nhìn Thiên Dương Vương, lạnh lùng hỏi. Ông ta, chắc là đã cùng với lũ thiên sách quân chết ở trong bí cảnh rồi. Thiên Dương Vương lạnh lùng nói. Út! Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm sa sầm, khí tức âm lãnh, đáng sợ trên người hắn tỏa ra, từng tia khí tức u minh bắt đầu lan tràn. Tuyết Vô Cơ đứng bên cạnh nhìn Diệp Phàm, lẩm bẩm, thực lực của tên này lại tăng lên nhiều như vậy. Đúng là cái thứ biến thái. Âm thanh này còn xông thẳng vào tai Diệp Phàm, mang theo uy hiếp trắng trợn, muốn nghiền nát linh hồn hắn. Nhưng lực lượng linh hồn của Diệp Phàm đã sớm bộc phát, nên không hề e. Sợ. Âm. Ngay sau đó, từ trên hư không, một ấn ký to lớn một đen một trắng giáng xuống, muốn chấn áp Diệp Phàm. Sinh tử ấn, vị lão tổ Bắc Mãng nhìn thấy ấn ký này, sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói. Sinh tử ấn là thuật pháp mà cường giả sinh tử cảnh lĩnh ngộ đến mức cực hạn mới có thể thi triển. Ngay cả cường giả sinh tử cảnh tầng 9, cũng có rất nhiều người không thể thi triển sinh tử ấn, nhưng một khi có thể thi triển, chứng tỏ thiên phú và ngộ tính của người đó cực kỳ mạnh mẽ. Uy lực của sinh tử ấn vô cùng đáng sợ, một khi bị đánh trúng, sinh mệnh sẽ bị tước đoạt ngay lập tức, rơi vào địa ngục tử vong, đó chính là sinh tử ấn. Trừ khi là cuồng gia có thúc lực vượt lên trên cả sinh tử cảnh mới có thể chống đỡ sinh tử ấn, nếu không chỉ có thể cầm chắc cái chết. Theo sinh tử ấn giáng xuống, toàn bộ không gian đều bị đông cứng, tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở tử vong mãnh liệt. Cẩn thận, Tuyết Vô Cơ hô lên. Cô ta cũng lập tức ra tay, hàn băng vô tận bộc phát, đánh về phía sinh tử ấn, nhưng lại bị ấn ký hủy diệt ngay lập tức. Sinh tử ấn không thể ngăn cản, đánh thẳng về phía Diệp Phàm, muốn lấy mạng hắn. Nhưng Diệp Phàm lại không hề nao núng, hắn ném Thiên Dương Vương xuống đất, tung một quyền, trực tiếp đối đầu với sinh tử ấn. Tên này điên rồi, dám trực tiếp đối đầu với sinh tử ấn, một khi tiếp xúc với sinh tử ấn, chắc chắn sẽ chết. Lão tổ Bắc Mãng nhìn Diệp Phàm đối đầu với sinh tử ấn, lắc đầu, cho rằng hắn ngu xuẩn vô tri. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ông ta đã cứng đờ lại. Chỉ thấy nắm đấm của Diệp Phàm va chạm với sinh tử ấn, ấn ký chẳng những không tước đoạt sinh mệnh của hắn, mà còn bị những luồng khí màu xám xanh bộc phát từ nắm đấm của Diệp Phàm nuốt chửng. Trong nháy mắt, sinh tử ấn đã bị khí tức u minh của Diệp Phàm nuốt trọn. Sinh tử ấn có thể tước đoạt sinh cơ, nhưng so với khí tức u minh thì vẫn còn kém xa. Sao có thể như vậy? Lúc này, lão tổ Bắc Mãng và tất cả cường giả có mặt đều kinh ngạc. Sinh tử ấn bị phá giải rồi ư? Nhưng thực lực của Diệp Phàm rõ ràng chưa vượt qua sinh tử cảnh, làm sao có đỡ đo được sinh tử ấn? Vút! Trên hư không, một bóng người lao đến, là một thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa, đôi mắt sáng ngời nhìn Diệp Phàm với vẻ kinh ngạc. Ly Nhi, Thiên Dương Vương nhìn thanh niên, kích động hô lớn. Đại hoàng tử Thiên Dương Vương triều, một cường giả của Bắc Mãng Vương triều nhìn thanh niên nọ, không nhịn được nhíu mày. Lão tổ Bắc Mãng bên cạnh hỏi,
tên này là hoàng tử của Thiên Dương Vương Triều. Đúng vậy, lão tổ, người này chính là đại hoàng tử Thiên Dương Vương Triều, nhưng nghe nói y đã mất tích mấy chục năm trước, mọi người đều tưởng y đã chết, không ngờ y vẫn còn sống, hơn nữa còn bước vào sinh tử cảnh, không biết những năm này y đã trải qua những chuyện gì. Vị cường giả Bắc Mãng Vương Triều kinh hãi nói. Phút, thanh niên đáp xuống trước mặt Thiên Dương Vương, nói, phụ vương, người không sao chứ? Ly Nhi, ta không sao, sao con lại về đây? Thiên Dương Vương nhìn thanh niên, kích động hỏi. Con nghe tin Thiên Dương Vương Triều gặp nạn, nên lập tức quay về. Phụ vương, chuyện tiếp theo cứ giao cho con. Con sẽ khiến những kẻ đã làm hại người phải chết không toàn thây. Đại hoàng tử Thiên Dương Vương Triều, Dương Ly lạnh lùng nói. Phút. Sau đó, Dương Ly lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, người cũng có chút bản lĩnh, có thể phá được sinh tử ấn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Dám làm phụ vương ta bị thương, người phải chết. Người cũng biết nói lời hoang đường đấy. Người nghĩ người giết được ta sao? Diệp Phàm nhìn y, lạnh lùng nói. Ta là Dương Ly, xếp hạng 78 trên yêu nghiệt bảng, là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão Ly Hỏa Tông ở tầng thứ 3, giết người dễ như trở bàn tay. Dương Ly nhìn Diệp Phàm, kiêu ngạo nói. Lời nói của y khiến người của Bắc Mãng Vương Triều kinh ngạc. Họ không ngờ đại hoàng tử Thiên Dương Vương Triều lại là đệ tử chân truyền của đại trưởng lão Ly Hỏa Tông ở tầng thứ 3, hơn nữa còn xếp hạng 78 trên yêu nghiệt bảng. Dù là thân phận nào trong hai thân phận này cũng vô cùng đáng sợ. Tầng thứ 3, đó là tầng thế giới cao hơn tầng thứ 2 một bậc, tầng thứ nhất như bọn họ sao có thể so sánh. Giờ đây, đại hoàng tử Thiên Dương Vương Triều không chỉ lọt vào top 100 yêu nghiệt bảng, mà còn xếp hạng 78. Chỉ riêng thứ hạng này cũng đủ khiến bất kỳ cường giả nào của tầng thứ nhất nhìn thấy y đều phải cung kính quỳ gối, càng không phải noi đen chỗ dựa Ly Hoa Tông đang chống lưng cho y. Trong nháy mắt, lão tổ Bắc Mãng và đám người của Bắc Mãng Vương Triều đều biến sắc. Họ không ngờ Thiên Dương Vương Triều còn có một con át chủ bài như vậy. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, bọn họ đã ra tay với Thiên Dương Vương Triều, e rằng vị đại hoàng tử này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.